Hương chúc cả nhà một buổi tối an lành nhé. Cùng đi thể dục với cô Hải Thương này, cả nhà này. Rất là vui luôn cả nhà. Thì ai mà được hạnh phúc nhất được ở miền Sơn Cước á, nhất là như mình mà được ở miền Sơn Cước từ nhỏ. Thì chào các bạn nhá. Thì rất là vui, rất là hạnh phúc. Vì từ tuổi thơ được là người con của miền rừng rồi thì cuộc sống rất là an nhiên luôn cả nhà, không có mưu cầu lợi ích gì đâu, cuộc sống nó cứ an nhiên vậy rồi trôi qua là lẽ vậy, rất là vui luôn. Chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe. Ê, chào nha. Ê. Cuộc sống miền Sơn Cước thì rất là thú vị luôn cả nhà. Rất là vui. Ôi trời ơi. Thích quá cậu bé này. Bà đi làm rồi Việt à. Ôi trời ơi. Trời ơi thích hay. Cô Hai Thương thì được ở một cái nơi rất là tuyệt vời luôn cả nhà. Cảm thấy ước nguyện cũng không được luôn á. Nhưng cô lại rất hạnh phúc được ở mảnh đất này. Rất là tuyệt vời luôn cả nhà. Sáng xin chào. Buổi sáng đạp xe đạp rồi đi bố rất là thảnh thơi. Rồi buổi tối thì cũng vậy, rất là tuyệt vời lắm cả nhà. Cho nên cả nhà thấy phong cảnh rất là tuyệt vời lắm cả nhà. Phường của trường đó cả nhà, rất là vui lắm cả nhà. Nếu mà được mở ở miền Sơn Cước thì là một cái niềm vinh hạnh nhất của mọi người đó cả nhà. Vì cuộc sống thành phố thì rất là xô bồ. Còn xin chào. Cho nên là rất vui lắm cả nhà. Ở nhà cô Hai Thương thì vui lắm, chỉ có tình thương đóng đầy luôn, không nói chung có một chút buồn cũng không có đâu cả nhà. Vì là ai cũng yêu quý nhau, tình cảm rất là đóng đầy luôn, gọi là tình thương đóng đầy vô bờ bến luôn đó cả nhà. Tối rồi cho nên chúc cả nhà tối thật nhiều sức khỏe nhé. Rất là mệt, đạp nhiều vòng quá thì rất là mệt lớn cả nhà, mệt lắm. Mệt lắm lớn cả nhà nhé. Được đi xe đạp này thì được đi dạo ở miền rừng núi này thì rất là ok luôn cả nhà nhé. Rồi ta về thôi, chúc cả nhà nhiều sức khỏe buổi tối nhé. Có cuộc sống an nhiên như cô Hai là được thôi hầy. Mong cho cả nhà được hạnh phúc bên gia đình nhỏ và được nhiều sức khỏe, tràn ngập trong tình yêu thương của mọi người nhé cả nhà. Cô Hai thương chào cả nhà.